Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về trường hợp nguy kịch sau khi hút mỡ bụng. Sau khi thẩm mỹ cắt mí mắt, người phụ nữ 50 tuổi đến một cơ sở thẩm mỹ khác để hút mỡ bụng. Tuy nhiên sau vài giờ hút mỡ, bệnh nhân tụt huyết áp nguy kịch. Ngày 9 tháng 6, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh về trường hợp sự cố y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, trước khi thực hiện hút mỡ bụng, nữ bệnh nhân tên B, 50 tuổi đến một cơ sở thẩm mỹ tại quận 10 để cắt mí mắt. Sau đó, chị tiếp tục đến một cơ sở thẩm mỹ khác trên địa bàn quận 5 để hút mỡ. Lúc 12 giờ 20 phút, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng toàn thân, hút mỡ lưng với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. Đến 16 giờ 15 phút, bệnh nhân tụt huyết áp, được ekip phẫu thuật tiến hành hồi sức cấp cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện, bệnh nhân mê bóp bóng quanh nội khí quản, huyết áp không đo được. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám và chụp CT scan bụng, hội chẩn và được chỉ định mổ cấp cứu. Bệnh nhân được phẫu thuật ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu. Bệnh viện Chợ Rẫy hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc thuốc, sinh hiệu ổn, giao tiếp được. Thanh tra Sở cho biết đơn vị đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân B theo quy định và thành lập đoàn chuyên gia khảo sát kiểm tra mức độ an toàn phẫu thuật tại cơ sở thẩm mỹ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại các cơ sở thẩm mỹ nếu có. Thanh tra Sở Y tế nhấn mạnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.